Với chiều dài hơn 4.000 năm phát triển, cùng với số lượng lớn các hiện vật quý về lịch sử, văn hóa, đời sống tín ngưỡng của cộng đồng 54 dân tộc anh em, Việt Nam có những tiềm năng phong phú để phát triển ngành du lịch bảo tàng với hệ thống hơn 120 bảo tàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ có 5-6 bảo tàng quy mô tầm quốc gia thu hút được công chúng tới tham quan. Trong đó, số lượng công chúng trẻ rất ít. Vậy làm thế nào để thu hút và hình thành văn hóa yêu thích đi bảo tàng trong giới trẻ? Đó cũng là nội dung chính trong chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay chương trình Nét Việt Story sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa. Ngày hôm nay bà sẽ trao đổi với chúng ta về chủ đề văn hóa đi bảo tàng của giới trẻ. Xin chào bà. Cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào bà. Chào quý vị khán giả. Bà có thể cho khán giả hiểu rõ hơn về khái niệm văn hóa đi bảo tàng của giới trẻ được không ạ? Văn hóa là ở đây được coi là các cái truyền thống, các cái tập quán, các cái thói quen mà đã tạo thành những giá trị. Thế thì văn hóa đi bảo tàng thể hiện cái nhu cầu đến bảo tàng, cái thói quen thường xuyên đến thăm các bảo tàng và coi bảo tàng như là cái địa điểm để mình có thể học hỏi, để có thể chia sẻ và để có thể nghĩ về tương lai. Văn hóa còn thể hiện ở chỗ là các bạn trẻ yêu thích bảo tàng đến như chừng mực nào và họ tham gia vào cái bảo tàng ấy. Tham gia ở đây có thể là tương tác với những gì mà bảo tàng đang kể. Tham gia ở đây có thể là sử dụng bảo tàng như là một cái nơi để mà mình có thể tìm thấy những cái giá trị. Đấy chính là văn hóa. Theo nhận định của bà thì nét độc đáo một số bảo tàng ở Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Ở Việt Nam hiện nay có một số bảo tàng mà có thể nói là cái lượng người trẻ đến thăm rất là đông. Ví dụ như là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là một bảo tàng mà chúng qua nghiên cứu thì trong gần 20 năm qua thì chúng tôi thấy rằng đây là một bảo tàng thực sự là đã phát triển được đa dạng công chúng, trong đó thu hút được giới trẻ và đặc biệt là các em học sinh. Bởi vì bảo tàng này luôn luôn có những hoạt động mới, luôn luôn tạo ra những cái sự kiện văn hóa để cho giới trẻ có thể tham gia. Theo bà thì tại sao Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lại thu hút được nhiều giới trẻ đến tham quan như vậy ạ? Cái mà Bảo tàng Dân tộc học thu hút được giới trẻ đó chính là cái tư duy luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới, luôn luôn tìm tòi. Mà cái sự tìm tòi ấy không phải là tự thân mình nghĩ rằng đó là nhu cầu, mà cái sự tìm tòi ấy phải bắt đầu từ việc nghiên cứu công chúng. Phải biết rằng công chúng đang mong mỏi cái gì và cái gì mà mình đưa ra thì sẽ được công chúng đón nhận. Thì tôi rất thích những cái chương trình ngắn hạn, trưng bày ngắn hạn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với những cái chủ đề khác nhau. Khi thì là chủ đề 100 năm đám cưới Việt Nam, khi thì là những cái chủ đề về sống trong bí tích, hoặc là những cái chủ đề về những cái tập quán sinh đẻ. Thì đâu đó tất cả những cái đó đều được nghiên cứu dựa trên một cái nền tảng của các cái nhu cầu văn hóa. Và những cái trưng bày đó cùng với những cái sự kiện văn hóa mà bảo tàng tổ chức thì đã đón nhận được cái sự hưởng ứng của đông đảo giới trẻ, đặc biệt là đối tượng các gia đình trẻ dẫn con cái đến bảo tàng vào những cái kỳ nghỉ. Hiện nay cũng có khá nhiều bảo tàng ở Việt Nam được đầu tư kinh phí, tuy nhiên thì họ vẫn chưa thu hút được nhiều giới trẻ đến để tham quan. Sở dĩ một số bảo tàng của chúng ta chưa đạt được đến điều đó bởi vì có lẽ là đâu đó chúng ta vẫn chưa thực hiện được đúng cái quy trình của việc làm ở bảo tàng. Việc làm của bảo tàng trước hết là phải bắt đầu từ việc nghiên cứu và xây dựng nội dung, chứ không phải đơn thuần là xây dựng một ngôi nhà. Cho nên một cái xu hướng đổi mới của các bảo tàng hiện nay là phải tìm kiếm, phải kể cho được những cái câu chuyện, chứ không chỉ là việc trưng bày các bộ sưu tập hay là những hiện vật đơn lẻ. Hiện vật mà cứ để nguyên một chỗ thì nó vẫn chỉ là hiện vật. Vậy thì theo bà thì các bảo tàng nên có cách truyền tải cái chủ đề vào hiện vật như thế nào để có thể thu hút được giới trẻ không ạ? Trong ngành bảo tàng nó có một cái điều quy định, nó thuộc đạo đức nghề nghiệp của những người làm việc bảo tàng. Nếu như một cái hiện vật, một di sản mà nằm ở trong kho
ngủ quên lâu quá thì cái người cán bộ, cái nhà nghiên cứu phụ trách cái bảo tàng ấy có lỗi với công chúng. Điều đó có nghĩa là mọi di sản phải được tiếp cận với công chúng. Điều quan trọng là những nhà nghiên cứu phải đánh thức hiện vật, phải làm cho hiện vật kể được cái câu chuyện. Mà cái câu chuyện ấy không chỉ là về chính hiện vật như là nguồn gốc, lịch sử, niên đại hay là yếu tố mỹ thuật nào đó, mà phải kể được cả cái bối cảnh mà hiện vật ấy ra đời. Ví dụ như chúng ta có thể trưng bày cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm, không chỉ đơn thuần là giới thiệu về nhân vật, về lịch sử của cái hiện vật đó, mà chúng ta phải đánh thức được cái nhận thức của giới trẻ. Làm sao để giới trẻ trải nghiệm được từ cái hiện vật đấy, phải như là được sống trong cái bối cảnh lịch sử ấy và phải được chia sẻ. Thì có như thế thì chúng ta mới thành công. Điều quan trọng không phải là giá trị kinh tế của hiện vật, mà là giá trị văn hóa và cái sự kết nối giá trị văn hóa ấy với đời sống hiện nay. Các bạn trẻ thường là những người rất năng động, rất thực tế. Họ muốn tìm thấy ngay những cái gì mà họ đang cần, không chỉ đơn thuần là tìm hiểu lịch sử một cách thuần túy. Như vậy là có một bài toán đang đặt ra cho các bảo tàng hiện nay là để làm sao thu hút được giới trẻ. Giới trẻ là tương lai của đất nước và là công chúng tiềm năng của các bảo tàng. Vì thế cho nên mọi bảo tàng đều phải hướng tới giới trẻ. Và giới trẻ ở đây không đơn thuần là những người đã trưởng thành, là giới trẻ đã trưởng thành, mà giới trẻ ở đây được bao gồm cả những học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chính vì vậy cho nên một trong những cái yêu cầu mà ngành bảo tàng đã đặt ra hiện nay là mọi bảo tàng đều phải có cái chương trình giáo dục dành cho giới trẻ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự đầu tư hết sức cần thiết, và điều đó nó sẽ làm nên sức sống của bảo tàng và cũng góp phần để bảo tàng hoàn thành cái sứ mệnh của mình và hội nhập với cái đời sống văn hóa và cái hoạt động của các bảo tàng quốc tế. Hiện nay ở các trường học cũng đã tổ chức nhiều buổi tham quan dã ngoại để cho các em học sinh có thể đến để tham quan. Vậy bà nhận xét gì về vấn đề này? Hiện nay chúng ta đang có một cái xu thế đổi mới về việc đưa học sinh đến các bảo tàng và các di tích. Trước đây, việc tham quan các bảo tàng và các di tích dường như là có tính chất phong trào và sự kiện. Thì ngày nay các bảo tàng và di tích đang suy nghĩ để thay đổi các cái phương thức giáo dục cho học sinh. Chúng tôi đang làm việc với Văn Miếu Quốc Tử Giám. Họ đang tiên phong trong vấn đề đổi mới lĩnh vực này. Thay vì là tổ chức hàng trăm em học sinh đến thăm di tích, thì bây giờ các em học sinh sẽ được chia thành các cái nhóm nhỏ, và nội dung trải nghiệm của các em ở di tích không phải là một bài thuyết minh đơn thuần nữa, mà là những cái chương trình giáo dục cụ thể gắn liền với các chuẩn giáo dục mà các em được học ở từng cái lớp khác nhau. Ở đây không phải là chúng ta dạy thêm cho các em, mà chính là chúng ta đang tìm cách để gắn kết di sản với các cái bài học của các em, để làm sao mỗi cuộc đi thăm di tích sẽ trở thành một cái chương trình trải nghiệm lý thú mà học sinh được học một cách thú vị, một cách tự nguyện, và các giáo viên thì cũng có cái cơ hội để mà thực hiện cái bài giảng của mình một cách hiệu quả hơn. Thưa bà, làm thế nào để cho giới trẻ ở Việt Nam có thể có kỹ năng khi đi tham quan bảo tàng? Một khi mà đã làm ra một cái chương trình, một cái trưng bày mới hoặc một cái chương trình giáo dục mới thì bao giờ cũng có cái hoạt động truyền thông. Và trong cái truyền thông ấy, người ta sẽ hướng dẫn cái cách trải nghiệm bảo tàng. Đấy là một vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi đến bảo tàng rồi thì sẽ có các cái tài liệu hướng dẫn. Ví dụ học sinh tiểu học, trung học thì thường có các cái phiếu, các cái dụng cụ để mà giúp học sinh có thể tìm hiểu, trả lời các câu hỏi, tương tác với hiện vật. Ngoài ra, đối với những người trẻ mà là những người đã thành niên học đại học thì bảo tàng cũng có rất nhiều cái cách thức, và một trong những cái cách thức hiệu quả đấy là những cái cuộc hướng dẫn hoặc là những cái cuộc nói chuyện theo chuyên đề. Ví dụ như để nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam thì ở bảo tàng Louvre và một số bảo tàng khác ở Paris thì người ta có những cái tour đi từ bảo tàng này sang bảo tàng khác để hướng dẫn theo một cái chuyên đề
về nghệ thuật gốm của Việt Nam hay là nghệ thuật gốm của Nhật Bản, của Trung Hoa. Và thì bố mẹ thường đưa con đi siêu thị, thì chúng tôi đang nghĩ rằng tại sao lại không thể có những cái sân chơi cho gia đình ở các cái bảo tàng. Tôi nghĩ rằng là mỗi bảo tàng nên xác định các gia đình là công chúng thường xuyên của mình, để làm sao thu hút các gia đình sử dụng bảo tàng như là một cái nơi để thư giãn cuối tuần, mà cái thư giãn ấy nó thực sự là văn hóa. Và điều quan trọng là bảo tàng phải luôn luôn có những cái hoạt động, mà cái hoạt động ấy thỏa mãn được cái nhu cầu vui chơi của trẻ em, mà lại phù hợp với chức năng của bảo tàng, rồi lại phải làm sao đấy để người lớn có thể tham gia vào cái hoạt động ấy, phải làm sao để bố mẹ thông qua cái hoạt động cùng chơi với con cái ấy phát hiện ra cái khả năng của con mình và định hướng được cho con. Thì nếu làm được điều đó thì chắc chắn là các gia đình sẽ mang con đến. Và những cái hoạt động ấy nó cũng phải luôn luôn được thay đổi, nó phải luôn luôn tươi mới, thế thì người ta mới đến và rồi lại trở lại. Thì tôi nghĩ rằng hoạt động của các gia đình ở trong bảo tàng là một trong những cái chương trình không thể thiếu. Ở nước ngoài thì người ta đã rất là thành công trong việc thu hút giới trẻ đến tham quan bảo tàng. Vậy theo bà thì Việt Nam mình nên học hỏi những gì mà người nước ngoài đang làm? Cách đây 3 năm thì Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có một cái thông tư mà tôi nghĩ rất là quan trọng, đó là cái sự liên kết giữa các bảo tàng và di tích và nhà trường với một cái chủ đề là sử dụng di sản để dạy học. Điều này nó tạo ra một cái cơ sở pháp lý đối với lại các cái trường. Các trường phải có nhiệm vụ là sử dụng các cái di sản ở ngay chính tại địa phương mình. Mà các cái di sản ấy có thể là nó ở các di tích, có thể là ở các bảo tàng, nhưng phải làm sao gắn kết được các cái di sản ấy với cái chương trình giáo dục của mình. Và theo đó thì một số bảo tàng tỉnh và thành phố cũng như là một số bảo tàng ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu có những cái chương trình giáo dục thường xuyên như vậy. Nhưng tôi mong rằng cái chương trình ấy nó phải được hiện thực hóa hơn nữa, với những cái chương trình đa dạng hơn nữa, thì cái bức tranh giới trẻ và bảo tàng ở Việt Nam nó mới thực sự là có ý nghĩa. Vâng ạ, là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về bảo tàng, bà có lời nhắn nhủ gì đến với giới trẻ Việt Nam trong văn hóa đi bảo tàng? Bảo tàng luôn rộng mở cửa để đón các bạn trẻ. Ở đó các bạn sẽ được gặp gỡ những di sản của cha ông. Các bạn sẽ tìm thấy những giá trị, và những giá trị ấy sẽ giúp các bạn thêm sức mạnh, nuôi dưỡng ước mơ và sẽ thành công. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ thú vị vừa rồi của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý cũng đã kết thúc chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.